Thông tin mũi trưởng Long của Sa nhập ngũ xác nhận từng lập gia đình, nay đã ly hôn và có một bé trai hiện đang khiến cộng đồng mạng xôn xao vì lâu nay anh được đẩy thuyền. Sao nhập ngũ mùa mới lên sóng, những thông tin về dàn sao nữ và chàng mũi trưởng Long luôn nhận về sự quan tâm lớn của dư luận. Đặc biệt tối qua, 17-3 trên trang cá nhân có nút tích xanh với hơn 330.000 follow. Chàng chiến sĩ trẻ bất ngờ công khai chuyện đã ly hôn vợ và có một cậu con trai 4 tháng tuổi. Mục đích viết thông báo này của anh là để bảo vệ con trai, không muốn sự việc bị đẩy đi quá xa, ảnh hưởng tới cuộc sống của mẹ và bé. Theo đó, anh đã đăng tải một bức tâm thư rất dài trên trang cá nhân, thừa nhận việc đã ly hôn và có con trai 4 tuổi, đúng như nghi vấn trước đây. Cụ thể, mũi trưởng Nguyễn Việt Long của Sao nhập ngũ đã xác nhận rằng anh đã kết hôn năm 2016 và có con trai 4 tuổi. Khi đó, anh vừa tốt nghiệp trường sĩ quan đặc công. Anh cho biết, bản thân lập gia đình khá sớm, nhưng là bộ đội nên anh xa nhà thường xuyên. Điều đó khiến cuộc sống vợ chồng có mâu thuẫn, không được hạnh phúc như mong đợi. Do đó, anh đã lựa chọn ly hôn để hai người có thể có cuộc sống tốt hơn. Giữa mình và vợ cũ có một bé trai, cháu còn nhỏ và vì mình không có điều kiện thời gian chăm sóc cháu tốt bằng mẹ, mối quan hệ giữa mình và vợ cũ không căng thẳng. Mình cũng thăm con khi được nghỉ phép và quan tâm tới bé thường xuyên. Mũi trưởng Long cũng cho biết việc hình ảnh con trai bị lan truyền khắp nơi trên mạng xã hội và là chủ đề bàn tán khiến anh buộc phải lên tiếng. Bên cạnh đó, mũi trưởng Long cũng nhấn mạnh ekip và dàn sao nữ của chương trình Sao nhập ngũ đều đã biết chuyện này từ rất lâu. Trước thông tin này, netizen đã đào ra được một bình luận từ tài khoản cá nhân của mẹ mũi trưởng Long với bạn bè. Cụ thể, khi mẹ mũi trưởng đăng ảnh cháu, tài khoản này đã để lại comment: "Bung lớn quá đẹp trai giống bố Long." Bung có lẽ chính là tên thân mật của con trai đồng chí mũi trưởng. Chỉ sau 8 phút đăng status, tâm thư của mũi trưởng Long đã thu hút hơn 24.000 lượt like và hàng trăm lượt bình luận. Đa phần đều tỏ ra đồng tình trước thái độ thẳng thắn của chàng mũi trưởng. Ngoài quan tâm đến nhân vật chính, dân mạng cũng đổ dồn vào phản ứng của hậu hoàng, người được ship nhiệt tình với mũi trưởng Long thời gian vừa qua. Ngay dưới bài viết của chính chủ, nữ YouTuber đã vào bênh vực 7 ngày mũi trưởng bảo vệ chúng tôi rồi. Giờ để chị em chúng tôi bảo vệ lại, chúng tôi luôn bên đồng chí. Tuy nhiên, các thanh hóng lại soi ra chi tiết rất đặc biệt trên trang cá nhân của chàng mũi trưởng. Cụ thể, cô nàng là người duy nhất được trên chiến sĩ đăng ảnh công khai trên trang cá nhân. Đó cũng chính là bức ảnh chụp chung đầu tiên được người trong cuộc chia sẻ khi Sao nhập ngũ mới lên sóng. Những bức ảnh còn lại là lúc anh tham gia huấn luyện tại sâu này. Nếu là fan cứng chắc hẳn sẽ biết thời gian đầu anh để nhiều ảnh công khai hơn. Tuy nhiên, kể từ khi nổi tiếng, nhận về lượng theo dõi khủng, anh đã ẩn bớt ảnh. Đặc biệt, sau việc tiết lộ đã ly hôn vợ và có một con trai 4 tuổi vào tối qua, trang cá nhân của anh đã tăng thêm gần 10.000 theo dõi, một con số đáng mơ ước với nhiều người nổi tiếng. Trên mặt trận Instagram, tài khoản có hơn 50.000 người theo dõi nhưng chính chủ chưa đăng bất cứ post nào. Story highlight duy nhất cũng vẫn liên quan đến hậu hoàng, đó là story Ruben Dian cùng nữ YouTuber với Dương Hoàng Yến. Sao nhập ngũ mùa 10 là một trong những mùa hot nhất của chương trình này. Trong đó, ngoài dàn khách mời chính là Hoa hậu Kỳ Duyên, diễn viên Nam Thư, Diệu Nhi, Khánh Vân và YouTuber Hậu Hoàng, có một nhân vật đã tỏa sáng bất ngờ. Đó là mũi trưởng Long, mũi trưởng mũi đặc công một thuộc đội đặc công 9, Thượng úy Nguyễn Việt Long. Anh trở thành cái tên gây sốt trên mạng xã hội sau khi chương trình phát sóng. Khi vào nhiệm vụ, anh nghiêm túc và cương nghị, không cười đùa nhưng khi vui vẻ, anh nở nụ cười tỏa nắng. Mũi trưởng Long sở hữu ngoại hình điển trai khiến hội chị em mê như đứa đổ. Không phải là một nghệ sĩ nhưng sau Sao nhập ngũ, trang cá nhân của chàng thượng úy sinh năm 1994 này sở hữu lượt tương tác và theo dõi khiến nhiều người mơ ước. Hơn 324.000 lượt theo dõi và mỗi dòng chia sẻ thu hút hàng trăm nghìn lượt thích và hàng nghìn lượt bình luận. Bản thân mũi trưởng Long luôn được dân mạng đẩy thuyền với hậu hoàng vì cả hai khá thân thiết.